Rồi, you must come over, ghi vô. Come over, ghé qua. Come over, ghi vào, ghé qua. Ghé, ghé qua. Tắt cái nhạc đi cho cô. À, chúng tôi chỉ gì? Chỉ có, chúng tôi sẽ gì? Sẽ đến thị trấn trong 3 ngày. In town, for 3 days. For 3 days. What the weather gì? Ngân. What the weather gì? Ấn cái điện thoại đi. Pick gì? Đó này đó là pick gì? Pick gì không biết. Rồi pick up. Hai chị kia chép bài vô. Rồi 7 giờ là xài ớt cho cô nhá. Thời gian là xài ớt. Rồi họ đi bơi ở bãi biển. Ở bãi biển nào đó chúng ta xài gì? On đúng không? Khi mà họ đến. Đến gì? Arrive in. Rồi in O Oahu. Oahu là gì? Là tên của ấy thôi. Ở đảo Hawaii. Cô nhỏ kể ra cái gì cô? Lấy ra giật luôn đi. Không biết. Tiếp theo. Go on, tiếp tục. Ghi vào go on là tiếp tục. Go on, tiếp tục. Rồi, nếu mà chúng ta không hoàn thành cái báo cáo ngày hôm nay, chúng ta có thể tiếp tục nó vào ngày mai. Rồi, cô ấy phàn nàn với tôi là with me về cái gì đó là about, về sự thô lỗ của anh ấy nha. Cô ấy phàn nàn với tôi về sự thô lỗ của anh ấy. Con búp bê được sản xuất ở China nào? Tàu cửa nào? Con búp bê được sản xuất ở đâu đó là size gì? In, make in, đúng không? Cái này quá dễ, mình hay nhìn thấy ở mác quần áo đúng không? Nào make in China đồ đều hả? Rồi chúng tôi sao? Đi đâu? Went on. Went on a 10 day a tour of Central Africa. Chuyến đi 10 ngày tới châu Phi. Rồi họ bắt chuyến bay. Họ đi chuyến bay. Chuyến bay 710. Thời gian là xài gì? Và lúc 10 giờ. Thứ ngày là xài gì? On cho cô. Chép vào. Hết bài. Mày ngày răng đi.